tu thiền nhưng vẫn còn quan hệ sinh lý, mỗi lần quan hệ xong con lại cảm thấy ghê tởm, thưa thầy con nên tuyệt dục hẳn luôn hay không? Vì con cảm thấy không cảm thấy hào hứng những chuyện đó, và nếu con còn tiếp tục quan hệ thì công phu có lui sụt không? À, mình không thể nào nói công phu nó lui sụt được, mà mình phải nói là nó hủy thiền, nó hoại thiền. Tức là cái chuyện nam nữ nó làm cho thiền bị hoại, hủy diệt, không còn cái gì hết. Chứ không thể lui sụt là còn có cái gì đó để mà lui, còn cái này là nó hủy sạch, mất sạch. À, cho nên là nhớ cái câu ở trong Pháp Cú là đường này đến thế gian, đường này đến Niết Bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. À, mình phải lựa chọn thôi. Nếu mà quý vị lựa chọn cái tu thiền là quý vị phải ly dục, còn mình còn tưởng dục thì đừng nói gì đến cái chuyện tu thiền. Nó chỉ đơn giản thế thôi. À, không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ thêm gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, về cách trả lời của Đại Đức Hành Tại thì sư cũng hoàn toàn đồng ý thưa vị, nó rất là chính xác chuẩn rồi, cho nên là nó không sai lệch đâu nha. Mà thật sự á, sư cũng có qua câu hỏi nè, thế thật sự nha là quý sư đều trả lời á vì cái tâm từ, vì cái sự bi mẫn, vì mong muốn quý vị phát triển trí tuệ, chứ không hề là dựa vào câu hỏi của quý vị rồi đại loại như là cứ dựa dựa vào câu hỏi quý vị rồi cứ giống như là người ta gọi là móc máy này nọ đó đó, không bao giờ quý sư có tâm đó. Nhưng mà quý sư chỉ cố gắng là đọc qua cái câu hỏi quý vị và những cái điểm chính đó để làm sáng tỏ cái vấn đề quý vị, để quý vị đôi khi quý vị phải tự bản thân mình trả lời câu hỏi đó. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng ngay trong câu hỏi này quý vị nói là như vậy, quý vị nói là mỗi lần quan hệ xong con cảm thấy kinh tởm, ghê tởm, ghê tởm điều đó đó đó, rồi nên tuyệt dục hay không đó. Rồi quý vị nói mình tu thiền ở đây á, là sư thú thật nha, sư cũng có những cái thắc mắc của quý vị hỏi câu này là quý vị đang tu thiền gì, đầu tiên đang tu thiền gì cái đó, đang tu thiền gì là cái thứ nhất nè, tại quý vị phải trả lời câu hỏi này nha, mình đang tu thiền gì mà mình vẫn còn quan hệ sinh lý, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai sư muốn hỏi là mỗi cái câu hỏi thứ hai là sư muốn hỏi là tại quý vị nói là tu thiền nhưng vẫn còn quan hệ sinh lý, thì câu hỏi thứ hai sư muốn hỏi là quý vị là người đã có gia đình chưa hay là chưa có gia đình. Đó là hai câu hỏi mà sư muốn hỏi quý vị, mà nếu quý vị tự giải đáp được cho mình đó, hai câu hỏi đó là quý vị đang tu thiền gì, bởi vị đang có gia đình chưa, thậm chí chưa có gia đình thì mình phải có câu hỏi kế tiếp là mình tu thiền gì mà mình dẫn đến mình qua mình tu thiền mà vẫn còn quan hệ xử lý nè, đó mình phải trả lời câu hỏi này nha, tu thiền gì, có đúng là Phật dạy không, có đúng như trong Tam Tạng Kinh điển Pali là Phật dạy không. Thì nếu quý vị trả lời được, tự trả lời cho mình được cái câu hỏi mà hai câu hỏi mà sư nói, thì quý vị sẽ biết mình cái được cái việc tu tập của mình đó, biết nên làm sao cho nó đúng đắn hơn. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.